Ai tính ra hôm nay ngày một ngày đi chơi rất là vui luôn, có quá trời kỷ niệm luôn. Hình như hả, hôm nay là ngày 99 rồi á. Ồ vậy hả, ngày 99 rồi hả, nhanh vậy. Vậy là chúng ta chỉ còn một ngày cuối thôi hả. Vậy thì có cách nào để giúp tôi biến thành hồ ly không? Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Bạn hồi nãy đi theo con không vô ngồi uống hả? Bạn nào vậy chú? Con đi một mình mà. Chú nhầm người không? Bạn, cái bạn nãy đi sau lưng con đó, tóc tím, mặc đồ màu trắng thì phải. Tóc tím. Cái gì? Là sao? Chú có nhầm không? Nãy giờ là con đi từ trường ra đây là con chỉ đi một mình thôi, con không có đi với ai hết. Chú có bị đuôi đâu mà chú thấy nhầm. Chú thấy rõ ràng đi theo sau lưng mà. Nabi. Bạn trốn anh tới bao giờ vậy? Mở mắt dậy đi Tô gà. Ôi ôi. Hết hồn. Ủa, sáng sớm mà sao em làm cái gì em ngồi nhìn anh hết hồn vậy? Dậy đi, sáng rồi, đi ăn đó bụng. Đi ăn hả? Thôi được rồi, từ từ từ, trước khi đi ăn ta phải vô đánh răng kìa. Đi đi đây. Ôi, đi vô đánh răng nè, bữa giờ anh quên chỉ em hồ ly là cũng phải đánh răng đó nghe. Ơi, đừng có chen lên coi. Ơi, sao em còn chưa tháo cái makeup cái hai cái má hồng nữa vậy? Ok, để đi vô tháo. Trời ơi, cứ làm mình cu te hoài à, cứ đánh hai cái má hồng vậy. Bữa giờ không thấy, được chưa? Rồi. Rồi được rồi, để rồi. Vậy có phải xinh hơn không? Rồi bây giờ đánh răng anh coi. Cu te đúng không? Ừ, cu te đánh răng coi. Many, many minutes later. Rồi được rồi, biết đánh răng chưa? Ok. Biết rồi à. Thôi đi ra. Đi ăn nó bụng quá à. Được rồi, trời ơi, sao không thấy chị? Từ từ, ê, Nabi. Để anh gọi mấy đứa bạn của anh đi chung cho nó vui chứ. Để anh coi, để anh xíu. Điện thoại anh đâu rồi? Các bạn đi chung đó hả? Em giữ đúng không? Đưa điện thoại cho anh đi. Không phải cái này là cái chén ăn mà. Đưa anh cái điện thoại coi anh gọi à, thằng Huy với lại mấy đứa bạn anh nữa. Nè. Ok, gọi Huy nha. Alo, Huy hả? Vậy, sao? Huy hả, sáng nay đi ăn sáng không? Tao dẫn người yêu của tao theo nè. Mày bắt con chó đi mày. Thôi, chỗ cũ nha, quán thịt bò nha. Hẹn gặp kêu thêm mấy đứa nữa cho vui. Ok, bye bye. Ok, ok. Ê, đi thôi, đi thôi. Anh gọi mấy đứa bạn ra rồi. Đi đi. Trời ơi, cái chén em để cho người chi vậy? Cái gì? Để em make up. Thôi, được rồi, lên make up đi. Đừng có làm hai cái má hồng như hồi nãy nữa nha. Không khỏi. Vậy thôi, đi luôn nha. Trời ơi, lâu lắm rồi mình mới cho mấy đứa bạn mình gặp lại người yêu của mình. Tại vì bữa trước đó, em không nhớ hả, Nabi? Em biến mất một thời gian luôn. Ồ, thế là mấy bạn anh nhớ mà anh không nhớ hả? Cái gì mà anh không biết, anh đâu biết đâu. Ê, đi anh hồ ly ơi, mấy đứa bạn anh đang đợi. À quên, tới đó anh sẽ kêu okay. Em là Nabi chứ không có kêu là hồ ly nha. Quên mất. Ê. Ok. Ê, mấy đứa bạn anh ngồi đợi kìa. Ê, ok. Ơi, ơi, ơi. Ủa? Bây giờ tự nhiên quay lại nhau rồi hả? Bữa thế quay lại sớm mày. Vậy quay lại gì? Tụi tao vẫn yêu nhau bây giờ là có chia tay đâu. Đúng rồi. Nói gì vậy? Không hiểu luôn á. Nói cho bà hôm nay mày tải nha. Thôi bỏ qua được rồi rồi. Tao bao. Chú thịt bò ơi, cho con 4 phần thịt bò. Ôi, hôm nay chú không bán nước, không bán nước cà phê nữa hả? Rồi, có bán chứ, uống không? Đem ra nè. Dạ dạ, lấy thịt bò với một ly cà phê luôn chú. Trời ơi, chú này bán đa dạng, cái gì cũng bán. Ôi, ngồi lộn chỗ hả? Cút qua bên kia. Thằng Huy. Ơi, cái gì? Sao mày ngồi với người yêu tao? Em kêu hổ thì người yêu mày ngồi bên tao chị. Ủa? Cười cái gì mà cười? Trời ơi là trời, cái gì vậy? Ê, hai đứa này nó khùng sao mày? Ừ, đúng rồi đó, thiệt tình luôn chứ. Thôi ăn có nên ngồi đây không? Có khi nào đang ngồi ăn nó lấy cái dĩa ăn nó đấm vô mặt mình không? Thôi ăn đi. Cái gì vậy? Em ăn đi, xong ăn, đánh ăn vậy? Sợ mày ơi. Thôi đây, lấy rồi. Đây, ăn đi, nãy giờ em không ăn gì nên hoài vậy. Ăn nhiều mày ơi, nó nói bao mình mà tụi nó ăn hết luôn mày. Chú ơi, cho đem kêu thêm đi chú ơi. Trời ơi, hôm nay tao bao mà tụi mày cứ thích sáng hoài à. Thời gian còn có bao nhiêu nữa đâu mà tao không bao. Ok, hôm nay mình với Hồ Ly sẽ cùng nhau đi học. Bây giờ hôm nay nha, chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi học. Ok, đi thôi. Mấy đứa bạn anh đang đợi á, hôm nay anh có hẹn một cái kèo rất là thú vị nha. Không phải là chỉ tới trường đi học thôi đâu. Em biết chúng ta còn làm gì nữa không? Làm gì nữa?
tới trường đi rồi biết. Hôm nay mình có một cái kế hoạch đi chơi rất là vui luôn. Nhưng mà đi chơi ở trường nha. Let's go. Ok, tới trường rồi. Đấy, vô lớp rồi. Để hỏi mấy bọn này coi. Mấy anh em có nhớ hôm nay chúng ta có kèo gì không mấy anh em? Đúng rồi. Kèo. À, được rồi. Ok, tập trung lại. Ok. Mấy anh em có nhớ hôm nay mình có cái một cái kèo gì không nhỉ mấy anh em? Nhớ. Mà giờ chúng ta sẽ cùng nhau chùa. Không, mấy đứa kia làm gì tụ dưới đó hả? À giờ không có gì đâu thầy. Chạy lên. Thầy tới rạp phim mời may quá, suýt nữa bị ông thầy ông bắt lại là chết rồi. Coi, phim hả thầy? Không phải, chưa vô phim, cái này là phim trước. Rồi lên ghế, ngồi lên. Ok. Ngồi đâu được. Ê, Nabi, lại đây ngồi với anh nè. Ngồi đâu vậy? Đây. Ngồi chỗ gì mà tít trông vậy? Không, anh muốn ngồi chỗ nào nó tách biệt với tụi này cái. Để không mình ngại thì sao thôi. Dạ. Ê, ok, để ghế chung vậy ngồi cho nó thân mật hèn. Thầy ơi. Ok, có phim thôi. Ủa tụi gà hôm nay coi gì vậy? Phim hôm gì nay vậy? Chúng ta sẽ coi phim kinh dị đó. Kinh dị hả? Hình như anh không nhớ em không sợ gì hết đúng không? Ê, anh quên mất là em không có sợ cái gì ngoài nước. Thôi kệ, cứ coi đi. Ok. Wow, tôi cảm thấy tôi thật là cô đơn quá đi. Sao bạn kia buồn vậy tôi ạ? Chắc là sợ ma ha. Many minutes later. Ui, hết phim rồi. Phim hay nhỉ? Trời ơi, em bảo em không sợ mà nãy giờ anh thấy mấy cái cảnh mà sợ là em bấu víu em cắn anh quá trời nha. Gì vậy? Nhầm. Bấu víu cắn gì làm gì đó vậy? Giỡn thôi. Đi về. Mấy anh em ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi chụp ảnh để lưu lại những cái kỷ niệm mà chúng ta đã đi chơi hay các thứ. Ok, tôi có đem theo cái máy ảnh này. Ok. Bây giờ mọi người kiếm một cái background nào đẹp đi để tôi chụp cho. Chúng ta sẽ cùng chụp. Background nào ta? Background nào ta? Đây nè. Đâu. Trời ơi, cái máy ảnh này lâu lắm rồi mình mới đụng lại, từ cái khi mình chụp trong cái máy mà cái nhà mà cái đền mình gặp hồ ly á. Ôi, coi chừng. Răng. Ôi trời ơi. Ra ngoài đồng ruộng rồi chụp luôn hả? Ôi đây cũng được nè, đứng ngay đây. Mọi người đứng đây. Dạ tôi qua mọi người. Đây, tôi đặt máy ảnh đây nha. Rồi, đứng vô. Đứng giữa đường chụp chứ. Đứng thẳng vô. Nè, tôi ngồi xuống ở giữa chờ. Rồi, chưa một chỗ xíu anh vô coi. Rồi đứng đây nha. Ok. Để tôi cài. Ok. Rồi, đứng vô. 1, 2, 1, 2, 3. Ok xong rồi, đi đổi chỗ khác. Bên này. Ok. Còn rắn kìa. Bên này tôi thấy có hoa cỏ đẹp nè, cây cỏ hoa lá đẹp nè. Rồi đứng vô đây. Mọi người đứng vô đây. Tạo một cái dáng mới nha. Ủa đứng đường chụp kìa, có sao không vậy? Không có, đây có xe đâu, cái cổng. Ui, có chiếc xe đằng kia mà kệ đi, nó mất tường rồi. Đứng vô. Làm cái gì vậy hồ ly? Trời ơi, ngồi vô coi. Ây, rồi được rồi, đứng vô, ok. Chuẩn bị nha, từ, đứng vô. Ok, chụp nè. 1, 2, 3. Ok, một cái nữa nè, để tôi đặt. Ok, máy ảnh ở đây nha, đứng vô mọi người ơi. Đứng vô. Sẵn sàng chưa? Wow, hôm nay đi chơi vui quá mọi người ơi. Hình như cũng tối rồi, bây giờ về thôi mọi người ơi. Đi về. Thôi về. Ok, đi về, thôi nào. Tính ra hôm nay chơi rất vui, tao chụp quá trời ảnh luôn. Để có gì tao gửi ảnh lại cho mọi người sau nha. Thôi ngồi nãy giờ đứng cái chụp cái tướng mỏi chân quá. Đi, let's go. Ok, thôi mọi người về đi. Để tôi với bạn tôi về luôn. Bye bye nha. Chào em ơi. Ok. Về đi. Wow. Đi về đường đi của mày đi. Tôi sẽ đi. Ok, đường một chiều nào. Ôi, đâu nói vậy? Tội nghiệp quá. Thôi kệ đi, thôi đi về thôi em ơi. Hay, tính ra hôm nay một ngày đi chơi rất là vui luôn, có quá trời kỷ niệm luôn. Hình như hả? Hôm nay là ngày 99 rồi á. Ồ vậy hả, ngày 99 rồi hả, nhanh vậy. Vậy là chúng ta chỉ còn một ngày cuối thôi hả.
dậy sớm vậy? Sao vậy? Tôi đi chơi. Đi đây. Đi đâu? Thôi hôm nay không muốn đi chơi đâu, hôm nay ở nhà. Trời, tao ở nhà đi chơi thôi, ở nhà chán quá. Em không nhớ hả? Nhớ gì? Hôm nay là ngày cuối rồi. Hả? Ngày cuối rồi hả? Ừ đúng rồi. Bây giờ đi chơi mà quên mất luôn. Thôi không sao. Hôm nay chúng ta sẽ ở nhà. Chúng ta sẽ dành nguyên một ngày hôm nay để mà ở bên nhau. Nhưng mà nè, coi nè, anh có treo mấy bức ảnh tụi mình chụp nè, để chúng ta có thể lưu làm kỷ niệm sau này. Nếu mà em đi đâu á, anh có thể xem lại những bức ảnh này để anh nhớ. Nè, nó bị ngồi đây nè, thấy không? Đây, cả ảnh hôm bữa mình đi chơi với mấy đứa bạn anh chụp á. Ủa, sao buồn vậy? Có gì? Thôi xuống ăn sáng đi. Trời ơi, hôm nay sẽ là một ngày cuối cùng nhưng mà thiệt là vui, ngày tuyệt vời nhất luôn đúng không? Đúng. Ok. Em ăn đi. Ủa, hôm nay anh không đi học hả? Ấy, không, hôm nay anh nghỉ luôn chứ. Ngày cuối của chúng ta rồi, đi học làm gì nữa, ở nhà luôn chứ. Anh bảo anh sẽ dành nguyên một ngày hôm nay, chúng ta sẽ ở bên nhau, không làm gì cả. À không, không phải không làm gì cả mà chúng ta sẽ làm mọi thứ ở bên nhau. Được không? A few moments later. Ê tô gà. Sao vậy? Anh hát cho em nghe đi. Ồ, trời tối rồi hen. Ai, thời gian trôi qua nhanh quá ta. Hát thôi. Thôi được rồi, để anh hát cho. Em muốn nghe bài nào? Bài nào cũng được hết á. Anh hát là được. Bài anh hay hát hen. Sao không được? Để anh đi lấy cây đàn. Ồ, cây đàn đâu ta? Ok, lấy cây đàn thôi. Ok. Rồi, ngồi đó nghe anh hát nha. Xích ra trời, ngồi dậy sao anh ngồi. Rồi. Em ăn gì anh mời? Bầu trời trong xanh tươi anh mất em. Nụ cười tỏa nắng. Nabi, em bị cái gì vậy? Nabi. Ôi, em có sao không? Tỉnh dậy coi, Nabi. Con nghe nói không vậy? Chết rồi, Nabi bị cái gì vậy? Thôi để mình chờ Nabi lên phòng. Chết rồi, Nabi bất tỉnh rồi, em có sao không vậy? Sao ngày cuối mà kỳ vậy? Hay không lẽ Nabi đang yếu đi hả? Nhưng mà em vẫn thở mà. Ừ, mấy giờ rồi? 10 giờ rồi. Tỉnh chưa vậy? Ê, Nabi ơi, con nghe nói không vậy? Tỉnh dậy đi. Nabi, con nghe nói không vậy? Ừ, Nabi, tỉnh rồi hả? Trời ơi, em bị cái gì vậy? Sao tự nhiên anh đang hát mà em xỉu mất tiêu luôn vậy? Không có gì. Ôi, rồi bây giờ em thấy khỏe chưa? Số đang ngồi với em đi, đừng hỏi nữa. Số ngồi. Ừ, nhưng mà em khỏe chưa? Lâu lâu nó vậy á. Vậy hả? Ừ, ok. Dạ, ổn thì tốt. Tôi đang ngồi với em đi. Anh biết rồi. Ngồi rồi nè, giờ sao? Ủa, sao tự nhiên em kêu anh ngồi cái em đi vậy? Ủa, làm gì? Phá cửa sổ nhà anh vậy? Đang ngắm sao đi. Ngắm sao hả? Ừ, không vậy chỗ này đẹp thiệt. Ngồi đây hả? À, okay. Hay là anh cũng muốn lên trên đó. Lên đâu? Lên trên đó đó. Lên trên đây nè, ngồi cho nó cao. Ừ, để anh kiếm cách lên. Chết rồi, cao quá, làm sao lên được? Lên đây nè, leo người em đi. Ủa sao vậy? Em cổng lên. Ủa, em còn sức không vậy? Em đang yếu mà. Ôi. Ồ, à trên này là mấy cái máy năng lượng mặt trời, không sao. Bữa tối không có mặt trời. Ủa, anh xuống chưa vậy? Anh xuống rồi nè. Rồi, nhưng mà ngồi đây hơi chật. Ây da, rớt rồi. Đó, ngồi đó anh nhảy lại. Ok, được rồi. Ôi, thôi qua bên này đi cho nó cao này, bên này điện rồi không ạ? Xuống đi. Qua đây nè. Trên đó luôn hả? Ừ, rồi được rồi. Được chưa? Ôi, mặt trăng ngồi đây siêu đẹp luôn này. Ngồi xuống đi, ngồi với anh, ngồi xuống. Hôm nay trời đẹp nhỉ? Hôm nay đẹp thật anh nhờ. Ừ, nhiều sao quá trời luôn á. Hay anh nhắm mắt lại đi. Sao vậy? Nhắm mắt
lại đi. Em tính cho anh bất ngờ gì đúng không? Nhắm mắt lại đi. Rồi được rồi, đi anh nhắm mắt. Chắc chưa anh nhắm mắt á nha. Dạ. Đừng có hù anh á. Trời ơi, Nabi sắp cho mình bất ngờ gì á. Ok, ừ. Anh nhắm mắt đây. Trời ơi, không biết Nabi cho mình bất ngờ gì ta. Để mở mắt ra coi. Ê, ồ, gì vậy? Ồ, sao mình lại ở đây? Hồi nãy Nabi vừa ở đây mà. Cái gì vậy? Nabi. Ôi, ôi, ủa, cái cửa đóng luôn rồi. Ủa, chuyện này là sao? Rõ ràng vừa nãy mình còn ngồi với Nabi trên kia mà. Ôi, Nabi đâu rồi? Em đâu rồi? Ủa, cái gì vậy? Ủa, mấy bức ảnh, mấy bức ảnh. Nabi, sao không có trong bức ảnh luôn vậy? Chuyện này là sao? Ủa, rõ ràng tốt qua bức ảnh này, tất cả các bức ảnh đều có Nabi trong đó mà. Ủa, nơi nào? Tâm, lạnh, tâm. Ô, Toga. Hả? Ủa, ai? Ê, Toga kìa. Mày vô hồi trễ nha. Mày vô hơi trễ nha. Sao vậy, sao vậy? Hôm trước mày đi coi phim ngoài đồ, mày không dắt người yêu theo mày. Đấy, đúng rồi. Thì sao? Trời ơi, thằng này FA nè, xong rồi nó không đem người yêu theo mới buồn đó. Trời, tao thấy hôm qua tụi mày với lại thằng này, mày với lại thằng Kobe nó buồn thảm gì đâu á. Cái gì? Buồn cái mà buồn. Nói hôm đó vậy? Hôm đó tao có dắt Nabi theo mà. À, Nabi ai? Nabi là ai? Nabi. Ai Nabi? À, không, tao nhầm. Ai? Ai? Chẳng lẽ lại có... Nhập đây, biến tượng hẻm. Không có gì, tao đang mệt, hôm nay tao mệt, tụi mày về chỗ ngồi đi. Vậy hả, Bi? Vậy thôi, thằng này bad boy quá. Sao lại mưa nữa vậy? Không lẽ em đang khóc hả? Cô cảm thấy lại sao bay? Ui, thầy vô, thầy vô, thầy vô. Ngày mẹ, im lặng nào, mày có cái thông báo nè. Ừ, thông báo hả? Ừ. Đợt này nhà trường sẽ tổ chức cho em đi tham quan một ngôi đền cổ. Được không? Ủa, đền cổ gì vậy thầy? Ừ, đây đền cổ anh như cũng được, theo thầy biết cũng được ngày năm rồi. Bên trong nó có một cái bức tranh về hồ ly rất đẹp. Nên đợt này nhà trường sẽ cho các em đi tham quan như đó. Ủa, từ từ, thầy ơi. Dạ, dạ. Ủa, cái ngôi đền hồ ly. Nhưng mà chúng ta vừa đi tham quan rồi mà thầy. Ừ, em bị vậy. Chúng ta đi tham quan đợt nào? Ủa? Vậy ngồi xuống mày cũng mày. Cái gì? Em bị gì vậy? Ta đi tham quan một lần rồi mà. Như mấy tháng trước chúng ta đi rồi mà. Vậy mấy tháng trước các em không nhớ hả? Ủa, không nói gì vậy? Ủa, là sao vậy? Để không, cho em nhầm. Em xin lỗi thầy, em xin lỗi thầy. Ủa, là sao? À, được chưa? Ok, vậy tối hẹn các em ở địa chỉ đó nha. Giờ chúng ta vô bắt đầu học thôi. Lấy sách vở ra đi kìa. Cái thầy. Yeah. Là sao? Tới rồi. Okay, ok, các em tập trung lại, hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan nào, nhanh lên. Mình đang đi dã ngoại, mình đang đi tham quan với lớp mình. Wow, chỗ này đẹp thiệt chứ. Ê, thầy đợi em với, em tới liền. Đi giùm đi chậm gì hả, tôi gà, lộn tôi gà. Dạ, ê, wow. Chúng ta chuẩn bị tới. Chỗ này đẹp đó. Vậy. Ui, tất nhiên rồi. Ui, rồi, tới cho đó coi. Có mấy cái tượng đá gì đẹp quá thôi. Wow, vậy thầy. Ui, em tôi gà. Làm gì dạ? Bển vậy? Chỗ đó phải chỗ tham quan, bên đây nè. Trời đất ơi, đây. Xong rồi chuyện như đang lặp lại vậy. Lên cánh nha. Trời ơi, nhanh chân. Tôi cả, nhanh lên, trời đất ơi. Dạ em biết rồi, đợi em xíu. Mọi thứ quen vậy ta. Trời ơi, ok các em, hôm nay chúng ta sẽ tham quan ở đây. Các em đứng cái này nghỉ giờ. Trời ơi. Đây, ok, thầy sẽ kể cho các em nghe gọi là truyền thuyết ở trong đây. Ở trong đây cất giữ một bức hình có là một con hồ ly. Mà hồ ly đó gọi là cực kỳ xinh đẹp luôn, nghe nói xinh đẹp lắm. Khiến cho các đàn ông ở đây mê muội hết luôn. Khiến cho các còn làm cái mấy phụ mụ, mấy người đàn bà hồi đó. Còn bây giờ sao ta? Gọi là cây là ghen các thứ luôn em. Much later. Ok, thì nói chung là chỗ này rất là nói chung là cất giữ con quỷ đó. Hey, bây giờ thì sao? Bây giờ thì tới giờ rồi, tới giờ các em có thể đi xung quanh kiểm tra các thứ rồi, ok. Rồi, đi hết đi, thầy đi nghỉ đây, trời đất ơi. Thôi, thầy xuống đây nha, bye bye. Ôi, nhưng mà kỳ gì vậy? Đi coi. Thôi, đi xuống rồi. Cảnh này quen quá. Thôi,
mình thấy mọi chuyện lạ quá. Nó như đang lặp lại vậy. Nếu đúng như vậy thì bây giờ trời nó sẽ mưa. Mưa thiệt. Sau đó mình sẽ đi vô ngôi đền này. Ôi, mọi thứ vẫn như cũ này. Bức tranh hồ ly. Tại sao bức tranh hồ ly lại ở đây ta? Không lẽ mọi thứ lại trở về bình thường hả? Mọi thứ chỉ là một giấc mơ sao? Chuyện này là sao? Mình phải đi về nhà. Mình không hiểu gì hết. Ôi, sao thật? Ơi đúng rồi, ngươi chính là bạn của hồ ly đúng không? Hãy giải thích cho ta biết tại sao hồ ly lại bị nhốt vô lại trong bức tranh rồi mọi thứ lại trở về như bình thường là sao vậy? Sao thật? Ta hiểu ra tất cả mọi chuyện rồi. Là sao? Đây là do âm mưu của một phù thủy. Phù thủy? Là đúng sao? Như vậy. Đáng lẽ ngươi và hồ ly có thể chung sống với nhau mãi mãi và hạnh phúc, không ai phải chết hay mất tích cả. Ý ngươi là sao? Ngươi giải thích kỹ hơn cho ta được không? Có thể nói đây một trường hợp đặc biệt. Bởi vì ở kiếp trước, hồ ly của ngươi đã hút được một nửa sinh khí của con người khác rồi. Và bây giờ nó chỉ cần nửa sinh khí của ngươi thôi. Cho nên hai đứa không cần ai phải chết hết. Ngươi không cần phải chết để hồ ly có thể biến thành con người. Ủa, có nghĩa là hai tụi ta không phải chết hả? Lần trước tôi nghe hồ ly nói nhưng mà tiếp tục thì một trong hai sẽ phải chết. Vậy là, nhưng mà tại sao hồ ly lại biến mất? Tôi đã không nhớ ra chuyện này sớm. Để không muốn ngươi là người phải chết, hồ ly đã giao ước với một phù thủy là sẽ bước vào bức tranh đó một lần nữa. Nhưng hồ ly lại không biết rằng sẽ không có ai phải chết cả. Vậy là bà phù thủy đã lừa hồ ly rồi hả? Rồi giờ như vậy. Có cách nào để đưa hồ ly ra khỏi cái bức tranh đó không? Đưa cho về bình thường không? Ta e rằng không có cách nào hết. Bởi chỉ có hồ ly mới có thể bước vào bức tranh đó được thôi. Bức tranh nó chỉ có hồ ly hả? Tại người đâu phải là hồ ly đâu. Rồi giờ tôi phải làm sao đây? Ồ, có nghĩa là chỉ có hồ ly mới có thể đi vào bức tranh đó hả? Đúng như vậy. Vậy thì có cách nào để giúp tôi biến thành hồ ly không?